Các thống kê thiệt hại từ các đợt nắng nóng được phản ánh qua con số người nhập viện gia tăng, hoạt động sản xuất trong ngành xây dựng giảm mạnh, sản lượng nông nghiệp giảm và thậm chí gây thiệt hại trực tiếp tới cơ sở hạ tầng. Khi nắng nóng cực độ, chúng tôi không thể sản xuất được rau quả chất lượng tốt. Đó là hậu quả của nắng nóng. Nông dân phải chịu thiệt, giá thấp vì chất lượng kém. Khoảng 2,4 tỷ người lao động toàn cầu, tương đương hơn 70% lực lượng lao động, phải làm việc trong nắng nóng vượt ngưỡng chịu đựng, tăng 35% trong hai thập niên qua. Mỗi năm có gần 23 triệu trường hợp bị tổn hại sức khỏe và khoảng 19.000 ca tử vong do làm việc trong điều kiện khắc nghiệt này. Ngoài ra, hơn 26 triệu người sống chung với các bệnh mãn tính liên quan tới các điều kiện nhiệt độ bất lợi ở nơi làm việc. Khi nắng nóng gay gắt, chúng tôi mất sức, đổ mồ hôi, khó làm việc. Công việc vốn có thể hoàn thành sớm nhưng cũng không thể thực hiện được nữa. Đổ mồ hôi nhiều nên chúng tôi nổi mẩn ngứa và đôi khi cảm thấy chóng mặt. Các nguyên liệu như rau củ bị thối hết do nhiệt độ quá cao. Thậm chí chúng tôi còn nóng như bị luộc chín trong cabin xe tải. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO dự báo, đến năm 2030, các đợt nắng nóng có thể làm giảm hơn 2% số giờ lao động trên toàn cầu, tương đương với 80 triệu công việc toàn thời gian, gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 2.400 tỷ đô la Mỹ, cao gấp gần 10 lần so với mức thiệt hại năm 1995. Trước thực trạng này, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đã kêu gọi các quốc gia cần chuẩn bị tốt hơn để ứng phó với khí hậu cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới.